Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong môn tiếng Việt lớp 1 của trang web OLM.VN. Các em học sinh thân yêu, trong bài học hôm nay, chúng mình sẽ cùng với cô tiếp tục đến với những nội dung mới của chủ đề ước mơ. Trước hết, để có tâm thế vui vẻ trước khi đi vào bài học mới, cùng cô khởi động một chút nhé. Các con hãy quan sát vào màn hình, giúp cô chọn những từ ngữ phù hợp với các bức tranh có ở đây. À, đúng rồi. Ở hình ảnh đầu tiên, chúng ta thấy được có một bạn nhỏ đang ngồi viết bài, đúng không nào? Hình ảnh thứ hai, chúng ta sẽ lựa chọn được từ yết hầu. Và hình ảnh thứ ba, chúng ta thấy một bạn nhỏ đang chơi cầu tuột. Và hình ảnh cuối cùng là một bạn nhỏ đang lướt sóng. Như vậy, thông qua phần khởi động vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau khám phá được 4 từ mới. Đó là viết bài, yết hầu, cầu tuột và lướt sóng. Trong 4 từ này, các bạn chú ý vào các tiếng viết, yết, tuột, lướt có chứa những phần hoàn toàn mới mà chúng ta chưa thể đọc được. Cụ thể đó là các phần yết, yết, út và ướt. Đây cũng chính là nội dung bài học hôm nay của chúng mình đấy. Chào mừng các bạn đến với bài học yết, yết, út, ướt. Đầu tiên, chúng ta cùng đến với phần nhận diện các phần các bạn nhé. Trước hết, cô có phần yết là sự kết hợp giữa nguyên âm đôi ie và âm tờ. Trong đó, âm ie đứng trước, âm tờ đứng sau, được đánh phân là ie tờ yết, yết. Các bạn cùng đánh phân và đọc trơn với cô nào. Ie tờ yết, yết. Rất tốt. Ở đây chúng mình có phần yết được in thường và phần yết viết thường. Tiếp theo, cô lại tiếp tục có phần yết. Điểm khác biệt khi thực hiện viết phần yết và yết đó là sự khác nhau giữa âm chữ y ngắn và y dài. Nếu như phần yết chúng ta vừa tìm hiểu ở trên có mở đầu bằng âm chữ y ngắn, thì ở phần yết này có xuất hiện âm chữ y dài là mở đầu của phần. Với phần yết, chúng ta cũng có sự kết hợp giữa âm ie và âm tờ. Trong đó, âm ie đứng trước, âm tờ đứng sau. Các bạn đánh vần là ie tờ yết, yết. Cùng đánh vần và đọc trơn với cô nhé. Ie tờ yết, yết. Rất tốt. Tương tự như phần yết ở trên, ở phần này cô cũng giới thiệu đến các bạn phần yết được in thường và phần yết viết thường. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần út. Ở phần út là sự kết hợp giữa âm uo và âm tờ. Trong đó, âm uo đứng trước, âm tờ đứng sau, được đánh vần là uo tờ út, út. Các bạn cùng đánh vần và đọc trơn với cô nào. Uo tờ út, út. Ở đây cô có phần út in thường và phần út viết thường. Cuối cùng, chúng ta cùng đến với phần ướt. Ở phần ướt này cũng là sự kết hợp giữa âm ưa và âm tờ. Trong đó, âm ưa đứng trước, âm tờ đứng sau. Các bạn đánh vần được là ưa tờ ướt, ướt. Chúng mình cùng đánh vần và đọc trơn với cô nhé. Ưa tờ ướt, ướt. Rất tốt. Ở phần này, cô cũng sẽ giới thiệu đến các bạn phần ướt được in thường và phần ướt viết thường. Sau khi đã tìm hiểu về các phần, chúng mình cùng tương tác với cô trong bài tập sau đây nhé. Các bạn đã làm rất tốt. Quan sát vào 4 phần trên, chúng mình thấy điểm giống nhau giữa các phần đó là đều có kết thúc bằng âm chữ tờ. So với những phần chúng ta đã được học ở video trước đó là yết, út và ước, các bạn sẽ thấy trong cách phát âm có phần dễ bị nhầm lẫn. Chúng mình cùng đọc lại với cô nhé. Yết, yết, út, út, ước, ước, yết, 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 út, út, ướt, ướt. Những bạn nào chưa thể đọc trơn được các phần trên, chúng ta có thể rèn luyện thêm nhé. Phần tiếp theo là nhận diện và đánh vần mô hình tiếng. Với vần kết thúc bằng âm chữ tờ, cô có tiếng đại diện là chiết. Ở tiếng này, âm chờ đứng trước, vần yết đứng sau, trên đầu âm chữ e có dấu sắc. Chúng mình đánh vần là chờ yết chiết, sắc chiết, chiết. Cùng cô đánh vần và đọc trơn nhé. Chờ yết chiết, sắc chiết, chiết. Rất tốt. Bên cạnh đó, cô cũng sẽ giới thiệu đến các bạn một tiếng khác có chứa phần út, đó là tiếng tuột. Trong tiếng này, âm tờ đứng trước, phần út đứng sau, dưới âm ô có dấu nặng. Chúng ta đánh vần là tờ út tút nặng tuột, tuột. Cùng cô đánh vần và đọc trơn nhé. Tờ út tút nặng tuột, tuột. Rất tốt. Cuối cùng là tiếng trượt. Với tiếng này, âm trờ đứng trước, vần ướt đứng sau, dưới âm ơ có dấu nặng. Các bạn đánh vần là trờ ướt trước nặng trượt, trượt. Cùng cô đánh vần và đọc trơn nhé. Trờ ướt trước nặng trượt, trượt. Rất tốt. Sau đây, các bạn hãy giúp cô thực hiện bài tập nhỏ này. Với các vần đã học, chúng mình có những từ khóa. Các bạn có thể cùng đánh vần và đọc trơn với cô nhé. Chờ yết chiết, sắc chiết, chiết. Cờ anh canh, huyền canh, canh, chiết canh. Yết, sắc yết, yết. Hờ âu hâu, huyền hầu, hầu, yết hầu. Chờ út chút nặng chuột, chuột. Mờ ây mây, sắc máy, máy. Tờ in tinh, sắc tính, tính. Chuột, máy, tính. Cờ âu câu, huyền cầu, cầu. Trờ ướt trướt nặng trượt, trượt. Cầu, trượt. Các bạn cùng đọc trơn lại một lần nữa với cô nào. Chiết cành, yết hầu, chuột máy tính, cầu trượt. Các bạn lưu ý từ cầu trượt hay còn gọi là cầu tuột mà chúng ta đã tìm hiểu ở phần mở đầu các bạn nhé. Chiết cành là một phương pháp nhân giống cây. Người ta làm một cành hay một đoạn của cành ra rễ cây, sau đó tách khỏi cây mẹ rồi đem đi trồng. Với từ yết hầu hay còn gọi là trái cổ, là phần xương sụn bọc quanh dây thanh quản và nhô ra trước cổ. Chuột máy tính là một bộ phận cứng của máy tính. Cái này thì cũng khá quen thuộc với các bạn đúng không nào? Và cuối cùng là cầu trượt hay còn gọi là cầu tuột, là đồ chơi của trẻ em, gồm một đường máng dài có mặt phẳng nhẵn, có thành chắn hai bên, đặt dốc nghiêng để chúng ta có thể trượt từ trên xuống. Sau khi đã tìm hiểu về các từ, cùng tương tác với cô thông qua bài tập sau đây nhé. Vậy làm thế nào để viết được các vần và các tiếng các từ chúng ta vừa được học? Hãy cùng cô đi vào phần viết. Trước hết, các bạn cùng quan sát vào cách viết lần lượt các vần yết, yết, út và ướt nhé. Rất đơn giản đúng không nào? Bằng việc luyện viết các phần trên, chúng mình có thể luyện viết thêm những từ mà chúng ta đã được học, những tiếng mà chúng ta đã được tìm hiểu. Ví dụ như là chiết, yết hầu, chuột và trượt. Khi viết, các bạn chú ý vào chiều cao của các con chữ như hờ, tờ, chiều dài của chữ y, cách đặt thanh điệu vào đúng vị trí của các con chữ và thứ tự phụ âm đầu và vần trong một tiếng nhé. Đọc như thế nào thì chúng ta viết như thế ấy. Ví dụ như từ chiết, các bạn sẽ viết chữ chờ trước, sau đó là vần yết và cuối cùng là dấu sắc trên đầu chữ e. Chúng mình cần phải luyện tập nhiều hơn để nhớ được các mặt chữ nhé. Vậy làm thế nào để gõ được những vần mà chúng ta đã được học? Ở đây cô sẽ giới thiệu đến các bạn cách gõ các vần mà hôm nay chúng ta được học. Đầu tiên là vần yết, với mở đầu là âm chữ y ngắn. Thì đầu tiên các bạn sẽ phải gõ âm chữ y trước, sau đó là 2 lần vào phím y để chúng ta có được chữ e, và cuối cùng là phím tờ. Tiếp theo là vần yết với mở đầu là âm chữ y dài, thì các bạn sẽ gõ vào phím y dài trước, sau đó cũng sẽ gõ vào 2 lần của phím e để chúng ta có được chữ e và cuối cùng là phím tờ. Tiếp đến là vần út, các bạn sẽ gõ vào phím u, sau đó là 2 lần vào phím o để chúng ta có được âm chữ o và cuối cùng là phím tờ. Cuối cùng là vần ướt. Ở vần này, trước hết các bạn phải gõ vào phím U và Vđ, sau đó là phím O và Vđ để chúng ta có được các chữ cái là Ư và Ơ. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ kết thúc bằng phím tờ. Như vậy là các bạn đã hoàn thiện được vần ướt. Rất đơn giản để chúng ta có được các vần mà hôm nay mình đã được học đúng không nào? Sau khi các con gõ được các vần, chúng ta hãy thử gõ thêm những tiếng hoàn thiện mà mình đã học nhé. Cách gõ các tiếng và quy trình gõ như thế nào, cô đã giới thiệu rất nhiều ở những video trước rồi, đúng không nào? Cô tin chắc rằng các bạn của chúng ta đều sẽ làm tốt phần này. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nhé.